Ok và hello anh em nhá, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thầy Ezi đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Honkai Star Rail tập số 2 nha anh em ơi. Một tựa game rất là đẹp, đồ họa thì rất là nặng luôn. Phiên bản trên PC là 13GB, còn phiên bản trên mobile như là giờ tầm khoảng 7-8GB anh em ạ. Anh em cần có một cái cấu hình khá khỏe để anh em có thể chơi nhá. Nó không khác gì Genshin Impact đâu anh em ơi. Game mình thấy nó giống cách xây dựng nhân vật và bối cảnh, nhưng chỉ mỗi tội khác đó chính là cái lối chơi của nó là sẽ theo lượt, còn mấy cái kia thì nó sẽ là ấy thôi nhá. Ok anh em, chúng ta có thể đổi được giữa hai nhân vật ra. Mình đi đâu đây? Mình sẽ để cái Việt rồi. Ok anh em, rồi để đầy rẫy những điều kỳ lạ hiếm thấy. Mình cứ đi mình cày đã, tính sau ha. Mình xem có trong này có cái gì. Vòng xoáy ở trung tâm à? Ở có cái máy tính này. Nhật ký à? Quay bắn cung mình khá thích, có mấy con bắn cung anh em ạ. Nhìn đẹp phết à. Không nhảy được cái này, không bay không nhảy được anh em. Khá là hài. Súng chấm điểm. Là cái gì? À, cái này để ấy thôi anh em ạ. Để trưng bày nhiều viện bảo tàng anh em. Nó dạng dạng kiểu đấy. Mỏ neo không gian à? Cái này làm gì? Hồi tất cả thành viên à? Nạp đầy năng lượng anh em ạ. Ok, cái này để tức là nạp năng lượng thôi. Rồi, mình cứ đi ra. Đi theo câu chuyện đi ra xong. Xong rồi tính sau anh em nhá. Chúng ta sẽ đi theo câu chuyện đã. Đây đây, vào đây vào đây. Đây là đâu? Úi xời, con này bắn cung à? Thích con bắn cung vãi anh em. Rồi, điểm yếu, bắn luôn vào điểm yếu của nó rồi. Mình sẽ đánh, mình đang dần làm quen cái này. Đánh con này trước anh em ơi. Đánh đơn, có phòng thủ này. Feta. Ký hiệu thuộc tính điểm. Thể hiện thuộc tính điểm yếu của kẻ địch. Ok. Thanh màu ngang thể hiện cái sức bền. Thanh màu ngang trắng bên trên điểm yếu là thể hiện sức bền của kẻ địch. Dùng tấn công giống với thuộc tính điểm yếu anh em ạ. À, rồi hiểu. Chọn chiến kỹ. Ok. Con này điểm yếu là gì? Điểm yếu là băng à? Mình sẽ giết con này trước anh em ạ. Không được à? Gậy bóng chảy ạ. Thằng này dùng gậy bóng chảy ạ. Dùng tấn công vật lý gây phá vỡ điểm yếu khiến kẻ địch chạy vào trạng thái chảy máu anh em. Ấy à, ấy à, ghê gớm à, mình hạ con này trước. Nó bị chảy máu này. Nó bị rơi vào cái trạng thái điểm yếu thì ăn đòn thôi nhỉ. Yeah. Con này tấn công vào cái con hệ kia kìa thì ngon ha. Chúng ta vẫn chưa đủ. Bắn tên, rồi. Khuếch tán à. Khuếch tán sẽ mất một năng lượng á. Không cần à. Khuếch tán đánh lan đấy anh em. Đánh nhỏ hai kẻ địch ấy. Ui, nó xoay toàn 25 máu này. Mình vẫn chưa đủ cái thanh này để ấy nhở. Nhấn Q cho nhanh. Bắn luôn. Rồi, chúng ta sẽ đánh nhanh thôi anh em nhá. Mình có khuếch tán mà. Ui. Chết luôn anh em ạ. Nó bị mất máu hay bị sao đấy à. Rồi anh em ơi. Đi đâu đây? Sao bên này? Hello. Đây là đâu? Đây là đâu? Và tôi là ai? Mình không rõ đây là đâu luôn. Honkai Star Rail. Trông xịn xò nhỉ? Mask 7. À, đồ anh mặc trên người cũng không phải đồng phục của trạm không gian. Ok, ấn phải đây. Rồi mình sẽ bỏ qua cái phần cốt truyện này. Ok. Gì đây? Bắn với cái này lấy điểm tín dụng các kiểu của đà điểu ạ. Mở hòm ở đây này. Chiến lợi phẩm anh em. Đấy, bên kia có một thằng. Đây có máy tính này. Thực ra nó không phải máy tính đâu nhưng mà không nhảy được. Game không nhảy nổi luôn anh em. Nhưng mà game đồ họa đẹp quá anh em.
Nó nhìn thấy mình rồi. Sau khi tiếp cận kẻ địch, có thể xem được thuộc tính điểm yếu của kẻ địch. Nó là ba cái dùng tấn công thuộc tính tương ứng và chiến đấu được có thể làm suy yếu cái sức bền này anh em ạ. Ok anh em. Bắn luôn vào điểm yếu anh em. Thấy thế như em. Nó sẽ dần dần à con này. Khóa. Thấy bị kẻ địch khóa sẽ bị kẻ địch tấn công trước. Ok. Moss sẽ là nhân vật vận mệnh bảo hộ có thể bảo vệ đồng đội anh em ạ. Rồi chúng ta sẽ chọn con này và chọn mình luôn. Mình sẽ phòng thủ nha anh em. Xoài bắn tim hay bắn đấy. Khiêng sẽ hiển thị bên ngoài thành HP. Đây là khiêng này anh em. Mình là hệ này đúng không? Thì chúng ta sẽ dùng cái này thì nó sẽ đánh vào yếu điểm của nó anh em. Đấy, mất máu anh em. Đấy, mất thêm máu à. Ui, khỏe thế. Sẽ ưu tiên tiêu hao khiêng trước. Ui ôi, sao anh tự đánh à? Xong bắn này. Ok. Ôi, con này đủ tuyệt kỹ rồi anh em ơi. Mưa tên băng gió. Ui, đẹp hết. Đẹp quá anh em. Xôi rồi, mũi tên băng giá. Bắn tôi bắn cho nào. Bây giờ sẽ là thành đơn thôi anh em. Thiên nhiên này có một cái tuyệt chiêu là át chủ bài ma thuật. Cây nghệ bóng chày tăng cường sức mạnh ma thuật. Búp vào. Có sấm sét. Là nhân vật vận mệnh hủy diệt cái gì đây? Không biết rồi. Khuếch tán. Một đấm. Ôi ôi. Đấm vào cho nó bay. Bay màu luôn anh em ạ. Ok. Rồi, chúng ta có khiêng, có G. Ok anh em. Rồi, chúng ta sẽ mỏ neo không gian đã kích hoạt anh em ạ. Rồi, chúng ta ấn vào cái mỏ neo không gian này. Chúng ta sẽ có thể hồi được hồi máu cho tất cả thành viên ạ. HP đạt tối đa rồi. Mình đi xung quanh thì mình khám phá. Ấn ship để có thể là mở hòm mà. Cứ đánh đi đã, tính sau. Gì mà phải vội đúng không? Bị khóa rồi, cho em bị khóa rồi. Lấy item đây cái. Đây là cái mỏ neo không gian này. Đây có một cái gì này. Cái này là cái gì không biết. Cái đấy không biết luôn anh em. Mỏ neo không gian. À đây, mình có thể vào đây. Vào đây ngay và luôn. Nhưng mà đẹp quá anh em. Đồ họa làm đẹp quá. Phải nói đồ họa làm rất chuẩn luôn anh em. Không có gì để có thể là chê. Thành công rồi sao? Chúng ta sẽ ấn nhanh nhá. Không, hình như đang thang máy hư rồi. Nhấn nút không phản ứng gì cả. Tôi không biết cái đó. Ok đấy. Thằng này không ạ? Nhanh hơn cả chúng tôi nữa vậy. Tôi đi đường khác, vòng từ tầng trên qua đây. Vừa đúng lúc nhìn thấy mọi người trong phòng giám sát. Alan cũng ở phòng giám sát. Anh ấy bị thương nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng. Anh tìm được anh ấy rồi. Alan có biết đến cái thang máy này bị gì không? Ok. Có vậy. Ui, chúng ta được thằng Dan Hang này ạ. Săn bắn 4 sao luôn. Cho có thể mở cái tính năng là lập đội ở chúng ta lên này ạ. Lab ALT để mở cái này lên. Cho sẽ cho thằng Dan Hand vào vào đội này anh em. Cứ bình tĩnh nha. Ấn vào đây làm gì? Tăng cấp à? Chắc là tăng cấp à? Chọn Dan Hand này, đấy tăng cấp này anh em. Nguyên liệu này tăng cấp này. Lên cấp 4 luôn, lên lớp cấp 4 luôn, mình cũng hết cái nguyên liệu luôn. Tôi còn chưa biết nhiều thứ lắm nên sẽ làm một vài thứ. Ui, cái này đọc cả ngày mất. Giáo trình thư thông báo này nhiều quá anh em, không biết là những cái gì vẫn đang gọi là đang trong quá trình chơi thử xem như thế nào để biết là chơi game này gọi là không rành lắm ý.
trai phết. Thang máy à? Anh em ơi. Thằng cầm thương ạ. Uầy, thằng cầm thương đẹp đấy. Năng lực đặc biệt của nhân vật có thể hỗ trợ cho khám phá. Khám phá. Ok, đấy có tầm xa chứ anh em nhá. Đóng băng luôn này. Thằng này là hệ gì? Hệ này à? Đóng băng cũng như một kẻ địch. Ok, à, đây đây đây. Đánh đơn này. Ui dồi, phá vỡ. Kinh đấy. Con này thiệt là không khắc hệ đâu anh em. Nên tập trung bắn nó con băng trước à. Đấy là yếu chưa? Có đánh được không? Không ăn thua. Thảo nữa như bị đóng băng mà anh em. Cho nên đánh nó trước khi... Ui, bạo kích hay quá. Rồi, chẳng vấn đề. Thằng này thì cũng không có cái gì cả. Tập trung đánh con này trước, con này yếu hơn này. Giết con đấy trước anh em ạ. Đấy, xong rồi đánh... bọn này không khắc chế nhỉ, mình không khắc bọn nó. Quấy tôn. Quấy phá vỡ. Quỳ xuống. Không đủ tuyệt chiêu luôn. Cái này không có auto click à? Không tự động đánh nhỉ? Thật sát thương. Ai à? Cú nhảy lốc xoáy. Ai à? Gớm thôi. Đánh gớm với chúng tôi. Hay. Vỗ tay. Mở. Vừng ơi, mở ra. Mở hòm. Ê, ấn E, ấn nhầm à? Sorry. Có cái chiêu do thám khá là hay. Theo như ta thấy khá là hay. Đây, đi lên đây. Mở cửa bên này ra. Tại thế thằng mới ạ, chúng ta thêm nhân vật mới đi theo này. Tên là Alan anh em ạ. Mình cứ tưởng là Hà Lan. Nhưng không phải. Tên là Alan ha. Mas 7, Alan. Vốn dĩ nên điểm trợ cho mọi người rút lui, nhưng mà không ngờ cuối cùng lại sơ ý. Đừng trách mình nữa, chân và tay Thuận của anh bị thương. Nấp ở đây để tránh chạm trán trực diện với quân đoàn làm bị sáng suốt. Hầu hết các nhân viên đã đi đánh nạn rồi. Việc cấp bách hiện giờ là trở về khoang điều khiển chính để tổ chức phản kích. Cho nên anh có biết cách sử dụng thang máy không? Nó không khởi động được rồi. Sau khi sơ tán để ngăn chặn việc quân đoàn tấn công vào khoang điều khiển chính, quyền hạn thang máy đã bị phong tỏa tạm thời. Ok. Hình như tôi đã đưa một cái thẻ. Tôi không nhớ đã để nó ở đâu. Cô gì đây? Tôi thì thấy rồi. Tôi. Oh. Đây là thẻ. Đầu tiên là trước hết là phải đi xung quanh cái này để kiếm thêm một vài món đồ á. Có cái màn hình à. Vẫn là màn hình giám sát thôi. Không có gì ở đây. Hòm này có mở ở đâu? Có đúng cái này anh em. Đây như ở trên trạm không gian anh em. Nhìn giống con tàu không gian đúng không? Cái con tàu mà lúc vào ấy. Cứ đang theo cốt truyện đó. Mình chưa xong cốt truyện à. Nghe theo anh vậy. Rắc rối vậy sao? Ok. Nghe theo thôi. Wow, cái thang máy đã được rồi anh em. Hãy tin chúng tôi. Cảm ơn. Nói chung là Alan. Chúng ta có một cái nhân vật mới là Alan anh em ạ. Mình có thể cho vết tích là cái gì đấy. Chọn khu vực vết tích này. Tăng cường hóa sát thương hệ băng à? Là con này à đúng không? Rồi anh em. Nói chung là chúng ta hiện tại vẫn đang khá là gà về vấn đề này. Đây là đâu? Bắn lươn. Nhờ không có auto nhỉ? Mình biết anh cái người anh em ạ, nên không vấn đề gì. Đóng băng luôn hai con này ha. Ok, đánh đơn này. Anh em nhìn có cái thanh ở dưới này nhá. Nó đánh mạnh nhẹ đấy. Ô, thằng có tuyệt chiêu này. Giấc mơ bùng lại. Tấn công luôn. Phá vào trong kiểu ảo ảnh cái gì đó. Đẹp nhờ? Đẹp đấy chứ. Hello. Mở dương chiến lợi phẩm. Ok. Kiếm thêm một vài item. Không mở được đường này nha anh em. Ép mỏ neo.
Ôi không cần, máu rất là đầy luôn. Cái này không mở được này, cái này chịu không mở được nhá. Điểm yếu mình có thể đóng băng, mình có kỹ năng đóng băng là E mà phá vỡ. Ok thằng này là hệ hệ xoáy xoáy này thì đánh con này chắc ổn ha. Không chết, yếu quá. Hệ băng à, tấn công thôi, đơn thôi. Thằng này thì sử dụng đấy, đánh về chiến thuật anh em ạ. Tuyệt chiêu át chủ bài lên sát thương, và hai thằng này nó rất là khỏe anh em. Xuôi nhuận đấm chết luôn để khỏi phản công nhá, vào hư không luôn. Ấy giờ ấy giờ ấy giờ con này bị đóng băng rồi. Nó đã xong trạng thái đóng băng rồi anh em ơi. Chúng ta đánh con này trước, con kia thì cứ bình tĩnh. Con bắn được mà, mình có thể xem được kỹ năng. Vãi nồi, nhầm, bắn nhầm. Bắn nhầm anh em, không sao. Lên. Tuyệt kỹ đâu, không kịp cứ tuyệt kỹ luôn. Hello, mình sẽ đi hết cái map này đã xong tính sau ha. Game hay mà. Anh em cày cuốc trên PC cũng được à. Theo mình thấy là cày PC cũng rất là ổn, nó cũng rất là ngon. Sorry, nhầm. Đá XP. Có một vài cái hòm cũng có thể mở ra được. Một vài cái hòm nhỏ nhỏ để có thể mở ra được. Đấy, đấy. Ok, rồi. Bằng điều khiển. Sẽ có tạo một cái đường đi cho chúng ta anh em. Hay nhỉ. Được rồi. Thì chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào và hẹn lại anh em trong cái tập kế tiếp nhá. Bye bye. Đấy, nhân vật mới của chúng ta đây. Cầm thương. Úi xuôi. Úi xuôi. Đẹp trai là có gì sai.